1 giờ 30 phút sáng cả đoàn khởi hành đi lễ. Đền Đông Quương là điểm đến đầu tiên lúc 5 giờ 28 phút. Wow.
Điểm đến thứ hai lúc 9 giờ 10 phút, đền ông Hoàng Bảy. Đền Bảo Hà năm 2004. Đền Bảo Hà. Đang xây dựng. Đi là Phật ạ.
đến cô bé Thượng Ngàn, xã Tân An đến Lào Cai là địa điểm thứ 3 lúc 11 giờ 22 phút. Mình đến nhà hai đền à? Đền thờ cô bé Thượng Ngàn Di Đà Phật ạ. Chùa Cam Lộ rất cần đến cô bé, nên sẽ chỉ phải đi xe điện thôi à. Bây giờ là 13 giờ 31 phút ạ. Cung chư tôn tiên. Nam mô A Di Đà Phật. Đền đôi cô Cam Đường. Đoàn nhà mình tiếp tục vào đền mẫu tại cửa khẩu Lào Cai đến Trung Quốc vào lúc 15 giờ 28 phút. Và nghỉ tại đây ăn tàu phớ, thạch găng, trân châu, mua táo đỏ, dâu tây siêu rẻ các bạn ạ. Phớ nào các bác ơi. Đâu cũng xương xâm mà. Cùng mà. Nó chút cơ cái yếu. Đậu lu lu. Ừ. Cô chụp vào cái máy kia còn để hơi bùng mỡ. Ơ thôi có đường gừng nóng đấy. Có mỡ lá đường gừng nóng không có. Nhìn nhờ. Có cái gì? Mười sáu giờ ba mươi hai phút cả đoàn cập bến tại đền thượng 12 con giáp ạ. Chúng ta đang đi lên đền thượng, bên cạnh có đền Am. Đất ở đây đẹp chứ ông nhỉ? 12 con giáp đây à? Thank you.
18 giờ 15 phút thì xe leo dốc nóng máy quá, cả đoàn ngồi nghỉ 15 phút tại nơi có biển hiệu khu du lịch Sapa. 20 giờ 15 phút cả đoàn đã tới ông Quy Hồ thị xã Sapa và đây là đền Mẫu Thượng ạ. Và cuối cùng cả đoàn đã dừng chân tại nhà nghỉ anh em trên thị xã Sapa lúc 21 giờ 15 phút, ăn một bữa tối thật ngon tại nhà hàng gần đó ạ. Bây giờ là 22 giờ 10 phút cả đoàn đi dạo Sapa đây ạ. Yeah.
Sáng hôm sau cả đoàn tách ra, người lên đỉnh Phan Xipan, người thì đi cầu kính, người đi bản, người đi chợ. Do gia đình mình mới đi xa 3-4 ngày mồng 3 đêm, đợt cuối năm 2023 nên mình chỉ đi loanh quanh chợ, mua đồ về làm quà. Thôi! Mời mọi người dạo quanh chợ Sapa với mình nhé. Chưa được năm nào. Lê à cái gì nhỉ, mắc cọp. Đâu rồi, đội mình đi vào đâu rồi chứ? Chắc ở trong chợ ấy cô. Đi vào trong này đi. Đây này, cô Thúy đây này. Đây. Ra chợ đây này. Đấy, đội cho mình đây. Ê, thì cô đi chợ, đi chợ ảnh thế nào, cô đi chợ. Cô đi chụp ảnh à? Dạ vâng. Đây là thành quả của chuyến đi chợ ạ. Check in cái ảnh khách sạn lần trước gia đình nhà mình ở. Check in ảnh cuối trước khi ra về. Ăn bữa trưa tại nhà hàng gần đó lúc 13:30. 14:51 lên xe điện để đi ra bến để lên xe về Hà Nội. Tạm biệt Sapa lần 2 nhé. Sẽ có nhiều lần tiếp theo nữa. Yêu Sapa lắm lắm. Thời tiết này ngủ thì thích rồi cô ạ. Mình đi cả đêm rồi. Ngủ đêm qua ngủ ngon. Xe này xe công ty ạ. À, công. Chạy nhiều chứ. Cháu là 100% ạ. Ăn chia. Chạy nhiều ăn nhiều. Này đăng ký xe điện phải đưa đăng ký được không? Và có tổ chức. Đó. Để lát đi xe điện này về Hà Nội được ấy nhỉ? Đó là phải có lốt. Bây giờ nhá, bây giờ bọn cháu chỉ cần chạy qua cái cổng chào kia một tí thôi. Ăn ngay. Là bế rồi. Đấy đâu mà được chạy đến tận Lào Cai à, độ như giờ. Thank you.
Mọi người hát suốt đường đi và 22 giờ 30 phút cả đoàn đã về tới nhà an toàn ạ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ạ.